2 tháng 9 năm 1945, quốc khánh của ai, quốc nạn với ai? Câu trả lời tổng quát cho tiêu đề cũng là nội dung bài viết này là ngày 2 tháng 9 năm 1945. Một là ngày quốc khánh của Đảng và chế độ Cộng sản, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hai, nhưng là ngày quốc nạn đối với quốc dân Việt Nam, công dân của Tổ quốc Việt Nam và dân tộc Việt Nam. Vì sao ngày 2 tháng 9 năm 1945 là quốc khánh của Đảng và chế độ Cộng sản, Cộng hòa, xã hội chủ nghĩa Việt Nam? Một là vì ngày 2 tháng 9 năm 1945 đánh dấu ngày Đảng Cộng sản Việt Nam núp dưới mặt nạ tổ chức Việt Minh, tức là Việt Nam Độc lập Đồng minh Hội, cướp chính quyền thành công, khai sinh ra chế độ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tiền thân của chế độ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay. Tương tự như Đảng Cộng sản Bolshevik Nga cướp chính quyền năm 1917, lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế Nga Hoàng, xây chế độ Cộng sản Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết, gọi tắt là Liên Xô. Chế độ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là tiền thân, vì Đảng Cộng sản Việt Nam đã giữ bản hiệu này trong suốt 8 năm kháng chiến chống thực dân Pháp năm 1946-1954. Và 21 năm chiến tranh quốc cộng năm 1954-1975. Cho đến khi cướp được chính quyền chính thống quốc gia Việt Nam Cộng hòa ở miền Nam, cộng sản hóa cả nước. Sau đó, Đảng Cộng sản Việt Nam mới đổi bản hiệu cho đúng với thực chất và thực tế là chế độ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay. Hai là vì trong cả hai cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp năm 1946-1954 và chiến tranh quốc cộng năm 1954-1975, mục tiêu tối hậu của Đảng Cộng sản Việt Nam không phải là giành độc lập cho dân tộc, mà chỉ cướp chính quyền trên cả nước, thực hiện chế độ Cộng sản, tức xã hội chủ nghĩa, làm nghĩa vụ công cụ cho Cộng sản quốc tế thực hiện tham vọng Cộng sản hóa toàn cầu, bá chủ thế giới trong bối cảnh cuộc chiến tranh ý thức hệ toàn cầu hình thành sau Thế chiến thứ hai, giữa phe xã hội chủ nghĩa đứng đầu là Liên Xô với phe tư bản chủ nghĩa đứng đầu là Hoa Kỳ. 3. Nhưng để thành đạt mục tiêu tối hậu là xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa trong cả hai cuộc chiến tranh trước và sau Hiệp định Geneva năm 1954, chia đôi đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam dưới sự lãnh đạo tối cao của lãnh tụ Cộng sản Hồ Chí Minh đã luôn giấu mặt bằng chiêu trò ngụy dân chủ, ngụy cộng hòa và ngụy dân tộc. Một, vì ngụy dân chủ, ngụy cộng hòa nên ngày 2 tháng 9 năm 1945, Hồ Chí Minh trong cương vị Chủ tịch Chính phủ Liên hiệp Quốc cộng đã đọc bản tuyên ngôn độc lập tại Vườn Hoa Ba Đình, Hà Nội. Nội dung bản tuyên ngôn này được ông Hồ ngụy trang bằng những tư tưởng tự do, dân chủ, nhân quyền và bình đẳng. Lấy ý tưởng từ bản tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ năm 1776 rằng tạo hóa sinh ra con người có quyền tự do và bình đẳng, không ai có quyền cướp đi quyền tự do và bình đẳng ấy, để lừa mị nhân dân và che mắt thế giới, để rồi sau đó một quốc hội lập hiến kiêm lập pháp Liên hiệp Quốc cộng được hình thành, soạn ra bản hiến pháp ngày 9 tháng 11 năm 1946, khai sinh ra chế độ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ngụy dân chủ, ngụy cộng hòa. Vì sao Đảng Cộng sản Việt Nam phải ngụy dân chủ, ngụy cộng hòa che giấu bộ mặt cộng sản,
là vì trong thời điểm này, quốc tế coi Cộng sản là một hiểm họa toàn cầu, cần ngăn chặn tiêu diệt. Trong nước, Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Hồ Chí Minh cầm đầu còn yếu kém hơn so với các chính đảng quốc gia. Chủ thuyết Cộng sản còn xa lạ với dân chúng Việt Nam, thậm chí còn là nỗi sợ hãi tìm cách xa lánh trong nhân dân Việt Nam. Khi nghe nói đó là một chủ thuyết ngoại lai, tam vô, vô gia đình, vô tổ quốc và vô tôn giáo. Do đó, Đảng Cộng sản Việt Nam phải tuyên bố giải tán, lập mặt trận Việt Minh để giấu mặt. Ông Hồ đã phải bất đắc dĩ chia sẻ quyền lực chính trị với các chính đảng quốc gia và các thân hào nhân sĩ ái quốc trong một chính phủ Liên hiệp Quốc Cộng được thành lập. Để rồi sau đó, một quốc hội lập hiến kiêm lập pháp Liên hiệp Quốc Cộng được hình thành, soạn ra bản Hiến pháp Việt Nam ngày 9 tháng 11 năm 1946, khai sinh ra chế độ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 2. Ngụy dân tộc. Vì trong cả hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chiến tranh quốc cộng do Việt Minh phát động, tiến hành, Đảng Cộng sản Việt Nam đã ngụy dân tộc dưới ngọn cờ chống ngoại xâm, Pháp trước Mỹ sau, để giành độc lập dân tộc. Trong khi thực tế, cũng như Đảng Cộng sản Việt Nam, chỉ dùng ngọn cờ chống ngoại xâm, giải phóng dân tộc để huy động lòng yêu nước và tinh thần chống ngoại xâm của quốc dân Việt Nam, cướp chính quyền, thực hiện chủ nghĩa Cộng sản tại Việt Nam. Vì sao Đảng Cộng sản Việt Nam phải chơi trò đánh lận con đen, theo kiểu cờ gian bạc lận này? Không dám dùng ngọn cờ cách mạng vô sản để tiến hành chiến tranh cướp chính quyền. Chẳng cần nói ra thì ai cũng biết là vì chủ nghĩa xã hội không có hấp lực mà còn là nỗi sợ hãi chủ nghĩa Cộng sản tam vô của quốc dân Việt Nam. Vì thế, phải lợi dụng lòng yêu nước của quốc dân Việt Nam, dùng chủ nghĩa yêu nước để thực hiện chủ nghĩa xã hội, giai đoạn đầu của chủ nghĩa Cộng sản. Trên thực tế, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành đạt mục tiêu tối hậu là cướp được chính quyền, xây dựng chủ nghĩa xã hội bằng con đường ngụy dân chủ, ngụy cộng hòa, ngụy dân tộc. Vì vậy, ngày 2 tháng 9 năm 1945 là ngày quốc khánh của Đảng và chế độ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hai là mã, vì sao ngày 2 tháng 9 năm 1945 lại là ngày quốc nạn đối với quốc dân Việt Nam và dân tộc Việt Nam? Câu trả lời tổng quát là vì ngày này đã làm mất cơ hội giành và giữ chủ quyền quốc gia, độc lập dân tộc rất sớm cho Việt Nam, đồng thời khởi đầu một thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử cận đại và hiện đại của Việt Nam. Thật vậy, mất cơ hội giành chủ quyền quốc gia, độc lập dân tộc rất sớm cho Việt Nam. Là vì chính sử Việt Nam ghi nhận rằng, ngày 9 tháng 3 năm 1945, Nhật Đảo chánh Pháp trao trả độc lập cho Nam Triều. Sau khi tiếp nhận chủ quyền độc lập, vua Bảo Đại công bố bản tuyên ngôn độc lập ngày 11 tháng 3 năm 1945. Nguyên văn như sau. Chiếu tình hình thế giới nói chung và tình hình Á Châu nói riêng, chính phủ Việt Nam long trọng công khai tuyên bố, kể từ ngày hôm nay, Hiệp ước Bảo hộ ký với Pháp năm 1984 được bãi bỏ và đất nước thu hồi chủ quyền độc lập quốc gia. Nước Việt Nam cố gắng tự lực, tự cường để xứng đáng là một quốc gia độc lập và sẽ theo đường hướng của bản tuyên ngôn chung của khối Đại Đông Á, hậu giúp đỡ nhau, tài nguyên cho nền thịnh vượng chung. Vì vậy, chính phủ nước Việt Nam đã đặt tin tưởng vào sự thành tín của nước Nhật và đã có quyết định cộng tác với nước này hầu đạt mục đích nói trên. Khâm thử. Huế ngày 27 tháng Giêng năm thứ 20 triều Bảo Đại, theo sử gia Trần Gia Phụng trích Bảo Đại. Ngày 17 tháng 4 năm 1954, tại Điện Thái Hòa, Huế, học giả Trần Trọng Kim trình danh sách chính phủ lên vua Bảo Đại và được chuẩn y. Sau đây là thành phần nội các chính phủ Trần Trọng Kim. Nội các tổng trưởng, tức là thủ tướng Trần Trọng Kim,
hay còn gọi là giáo sư. Nội vụ bộ trưởng gồm có Trần Đình Nam là y sĩ. Ngoại giao bộ trưởng Trần Văn Chương, luật sư. Tư pháp bộ trưởng Trịnh Đình Thảo, luật sư. Giáo dục và mỹ nghệ bộ trưởng Hoàng Xuân Hãn, toán học thạc sĩ. Tài chánh bộ trưởng Vũ Văn Hiền, luật sư. Thanh niên bộ trưởng Phan Anh, luật sư. Thanh niên công chánh bộ trưởng Lưu Văn Lan, kỹ sư. Y tế bộ trưởng Vũ Ngọc Anh, y khoa bác sĩ. Kinh tế bộ trưởng Hồ Tá Khanh, y khoa bác sĩ. Y tế tiếp tế bộ trưởng Nguyễn Hữu Thí, cựu y sĩ. Bắt tay vào làm việc trước hết vào ngày 4 tháng 5 năm 1945. Chính phủ Trần Trọng Kim quyết định quốc hiệu mới là Đế quốc Việt Nam, chứ không dùng các danh xưng An Nam, Đại Nam hay Đại Việt. Kinh đô Huế được đổi thành Thuận Hóa. Ngày 2 tháng 6 năm 1945, chính phủ chọn quốc kỳ Việt Nam nền vàng, ba sọc đỏ theo hình quẻ ly, quốc ca là bài Đăng Đàn Cung. Sử gia Trần Gia Phụng nhận xét đây là chính phủ đầu tiên của Việt Nam độc lập được tổ chức theo cơ cấu Tây phương, gồm nhiều bộ, đứng đầu mỗi bộ là một vị bộ trưởng phụ trách chuyên ngành. Tất cả những bộ trưởng trong chính phủ đều là những chuyên gia tân học, gồm một giáo sư, hai kỹ sư, bốn bác sĩ, bốn luật sư. Đặc biệt chính phủ này chưa có bộ binh hay bộ quốc phòng hoặc bộ an ninh. Vẫn theo nhận định của sử gia Trần Gia Phụng thì cũng vì chính phủ Trần Trọng Kim không có bộ quốc phòng, không có quân đội để giữ gìn an ninh, trật tự và bảo vệ chế độ nên ở ngoài Bắc, Việt Minh bành trướng nhanh chóng mà không có ai ngăn chặn và sau đó Việt Minh cướp chính quyền tháng 8 năm 1945 chỉ với một lực lượng khoảng 5.000 đảng viên trên toàn quốc. Về phần vua Bảo Đại trong hồi ký đã đánh giá phẩm chất nhân sự của nội các chính phủ Trần Trọng Kim như sau. Tất cả những vị này đều là những vị ái quốc chân thành. Họ không hận thù gì nước Pháp. Trẻ tuổi, can đảm, ý thức được nhiệm vụ ngắn ngủi của mình. Họ muốn rằng chủ quyền quốc gia được đánh dấu, khởi đầu từ họ. Ngày 8 tháng 5 năm 1945, nhà vua đưa ra chủ trương xây dựng một hiến pháp theo khẩu hiệu Dân Vi Quý của Mạnh Tử. Vào ngày 30 tháng 6 năm 1945, nhà vua ban hành sắc dụ thành lập Hội đồng soạn thảo hiến pháp. Hội đồng mới bắt đầu làm việc thì tình hình thay đổi nhanh chóng. Vì thế, mọi chính sách đối nội và đối ngoại của chính phủ Trần Trọng Kim trong tư thế một quốc gia độc lập đã công bố và bắt đầu đi vào thực hiện chưa được bao lâu thì bị Việt Minh Cộng sản cướp chính quyền vào tháng 8 năm 1945. Đưa đến ngày 2 tháng 9 năm 1945 như là ngày quốc nạn của quốc dân và dân tộc Việt Nam. Vì ngày này đánh dấu sự thành công của Việt Minh Cộng sản cướp được chính quyền chính thống của quốc gia vua Bảo Đại với chính phủ Trần Trọng Kim đã hình thành về cơ cấu tổ chức và khởi sự thực hiện các chính sách cai trị của một quốc gia độc lập có chủ quyền. Do đó đã làm mất cơ hội độc lập cho Việt Nam tháng 3 năm 1945. Sớm hơn hay cùng thời với nhiều quốc gia thuộc địa khác trong cùng khu vực như Indonesia, thuộc địa của Đế quốc Anh năm 1981, năm 1900. Thủy Dương nghĩ là năm 1881 đến năm 1941, bị phát xít Nhật chiếm đóng từ năm 1941 đến năm 1945, giành độc lập vào tháng 8 năm 1945, thành lập nước Cộng hòa Indonesia. Philippines trước là thuộc địa Tây Ban Nha, năm 1898 giành độc lập, thành lập Cộng hòa Philippines. Thế chiến 2 bị Nhật chiếm đóng, giành lại độc lập dân tộc vào tháng 8 năm 1945. Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh thuộc địa của Đế quốc Anh được trao trả độc lập năm 1947.
Việt Nam nếu không bị Việt Minh Cộng sản cướp chính quyền vào tháng 8 năm 1945, thì đã được độc lập và có ngày quốc khánh vào ngày 11 tháng 3 năm 1945. Khai sinh ra chế độ quân chủ lập hiến. Vì rằng vào thời khoảng sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc, chủ nghĩa thực dân cũ bước vào thời kỳ cáo chung, đã buộc các đế quốc cũ như Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha sớm muộn phải trao trả độc lập cho các nước thuộc địa. Trong bối cảnh này, Việt Nam nhất định sẽ giữ vững được độc lập, Pháp không thể quay trở lại cướp nước ta một lần nữa. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, khởi đầu thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử cận đại và hiện đại của Việt Nam. Vì sau khi Việt Minh Cộng sản cướp được chính quyền tháng 8 năm 1945, với ngày 2 tháng 9 năm 1945, như là khởi đầu những thảm họa cho quốc dân, dân tộc và đất nước Việt Nam. Thảm họa 8 năm Việt Minh Cộng sản ngụy dân tộc phát động chiến tranh chống Pháp để cướp chính quyền, thực hiện chủ nghĩa Cộng sản tại Việt Nam. Một cuộc chiến tranh hao tổn quá nhiều xương máu và tài nguyên đất nước với chủ trương tiêu thổ kháng chiến của Việt Minh Cộng sản. Nhiều sử gia và các nhà nghiên cứu nhận xét, đánh giá Việt Nam vẫn giành được độc lập bằng phương cách khác hơn. Không cần phải thực hiện một cuộc kháng chiến hao người tốn của như vậy. Vì như trên đã nói, chủ nghĩa thực dân cũ bước vào thời kỳ suy tàn, Việt Nam có thể giữ vững được chủ quyền quốc gia sau khi Nhật trao trả độc lập vào tháng 3 năm 1945 cho Nam Triều với vua Bảo Đại tiếp nhận. Vì thực tế, nhiều nước thuộc địa vừa nêu trên cũng nhờ xu thế thời đại, đấu tranh chính trị ôn hòa đã được trao trả độc lập mà không cần kháng chiến hao tổn quá nhiều xương máu như Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm trong 8 năm 1946-1954. Trong khi thực chất, kháng chiến chống Pháp của Đảng Cộng sản Việt Nam lại không phải để giành độc lập dân tộc, mà chỉ để cướp chính quyền, thực hiện chủ nghĩa Cộng sản tại Việt Nam như chúng tôi đã nói ở trên. Thảm họa 21 năm 1954-1975. Do Đảng Cộng sản Việt Nam sau khi cướp được chính quyền nửa nước miền Bắc đã phát động tiến hành chiến tranh ngụy dân tộc dưới ngọn cờ chống Mỹ cứu nước, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước dưới chế độ Cộng sản mang bản hiệu Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam như ngày nay. Một cuộc chiến tranh nồi da sáu thịt đã sát hại hàng triệu sinh linh người Việt Nam ở cả đôi bên trong cuộc chiến. Đất nước bị bom đạn ngoại bang cày nát, dân tộc bị phân hóa, nhiều nạn nhân chiến tranh phế tật phải kéo lê kiếp sống khổ đau theo năm tháng đến mãn đời. Thảm họa trong hòa bình do 20 năm Đảng Cộng sản Việt Nam đã cưỡng ép nhân dân cả nước xây dựng triệt để mô hình xã hội chủ nghĩa năm 1975-1995. Chẳng cần nói ra qua kinh nghiệm bản thân hay qua tài liệu khách quan về thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội này, thì ai cũng biết đời sống nhân dân khổ đau ra sao. Với các chính sách cải tạo con người và xã hội duy ý chí, tàn bạo, đầy ải con người, phá nát mọi quan hệ xã hội tốt đẹp và đạo đức nhân bản truyền thống dân tộc ra sao. Tất cả đã để lại hậu quả nghiêm trọng, toàn diện và di hại lâu dài cho đất nước thế nào ai cũng biết. Điều làm cho người dân phẫn uất là với cái giá quá đắt mà nhân dân Việt Nam phải gánh chịu suốt 20 năm xây dựng thử nghiệm mô hình xã hội chủ nghĩa như vậy, kết quả là sự thất bại hoàn toàn và vĩnh viễn. Kết luận, ngày nào Việt Nam còn tồn tại chế độ độc tài toàn trị Cộng sản thì ngày đó, ngày 2 tháng 9 năm 1945 vẫn chỉ là ngày quốc khánh của Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Vì ngày 2 tháng 9 năm 1945 đánh dấu ngày Đảng Cộng sản Việt Nam núp dưới mặt nạ tổ chức Việt Minh,
tức là Việt Nam độc lập đồng minh hội, cướp chính quyền thành công, khai sinh ra chế độ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, tiền thân của chế độ Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Quốc dân Việt Nam trong cũng như ngoài nước vẫn coi ngày 2 tháng 9 năm 1945 là ngày quốc nạn. Vì ngày nay, 2 tháng 9 năm 1945 đã làm mất cơ hội giành và giữ chủ quyền quốc gia, độc lập dân tộc rất sớm cho Việt Nam, đã được vua Bảo Đại tiếp nhận và công bố tuyên ngôn độc lập ngày 11 tháng 3 năm 1945. Vì ngày 2 tháng 9 năm 1945 đã khởi đầu một thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử cận đại và hiện đại của Việt Nam. Do Việt Minh Cộng sản phát động và tiến hành hai cuộc chiến tranh ngụy dân tộc chống Pháp 8 năm 1946-1954, rồi chống Mỹ 21 năm 1954-1975. Tất cả hai cuộc chiến khốc liệt này, mục đích tối hậu của Đảng Cộng sản Việt Nam không phải để giành độc lập cho dân tộc, tự do, hạnh phúc cho toàn dân, mà là cướp chính quyền thực hiện chủ nghĩa cộng sản, xích hóa dân tộc vào quốc tế cộng sản Nga tạo. Độc lập tự do hạnh phúc chỉ là khẩu hiệu tuyên truyền, bánh vẽ để lừa mị nhân dân mà thôi. Hiện tại quốc dân Việt Nam trong và ngoài nước vẫn đang mong chờ ngày quốc khánh Việt Nam trong tương lai, khi kết thúc quá trình dân chủ hóa Việt Nam với sự ra đời của một bản hiến pháp chế độ dân chủ pháp trị đa đảng, để mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam được sống trong độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc thật sự.